Hai các bạn, sáng là khách lên Sài Gòn đã ghé Hiệp Tân Phú và bây giờ là đang ghé Định Quán tỉnh Đồng Nai. Các anh em khách lên Sài Gòn đã đem hết các phần quà. Đẩy được. Dày. Các phần quà đã được đưa vào. Các bạn nhìn ha. Lấy 10 phần để đây ha. Qua em. Lấy 10 phần bỏ ra giữa giùm. Em sắp 10 phần bỏ ra giữa giùm. Hai phần rồi. Lấy 10 phần nha. Lấy cái thùng bánh. Các bạn biết là đợt vừa rồi là bị hòa lưu cơn bão số 3 ở huyện Tân Phú và huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai đã làm hư hao rất nhiều tài sản và làm nhiều người bị tai nạn và có một người bị thiệt mạng. Thì những cái hoàn cảnh rất là đáng tiếc. Thì HD Sài Gòn hàng năm vẫn có truyền thống làm tổ chức các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Thì như vừa xảy ra cái sự kiện bất ngờ như vậy, cho nên là các anh em BC67 Đồng Nai cũng và liền đoàn thanh niên cũng đã khuyến khích tổ chức với HD Sài Gòn, câu lạc bộ HD Sài Gòn. Thì ngày hôm nay là các anh em chị em xuống đây để chia sẻ một phần khó khăn cho các bà con. Hello anh Bình. Hello Nghĩa. Hello Hưng. Hello anh Bảo. Xe chạy rồi nón để đâu? Ủa nãy cái xe có ai thấy cái nón em treo trên đó không nhỉ? Cái xe tải? Xe tải chở đi luôn rồi. Ủa không ai thấy hết trơn. Có người cầm xuống rồi hả? À anh chạy hả? À anh chạy ơi. Dạ, nãy anh chạy có cầm cái nón giùm em trên xe tải xuống nha. Anh có bộ đàm không chị? Dạ. Anh chạy ơi. Anh chạy ơi. À, nãy anh có cầm giùm em cái nón ở trên xe tải xuống không? Dạ, copy anh. Lúc nãy mọi người xúm lại khiêng đồ trên xe tải xuống để đưa vô hội trường. Tôi này quên để cái nón máng trên xe tải cho nên là phải chạy ra lấy. May quá có người cất giùm. Ok, thì
Chương trình này là một chương trình thường niên của câu lạc bộ HD Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ mô tô thể thao HD Thành phố Hồ Chí Minh. Thì các anh chị em thành lập nên hội cũng đã theo một cái tiêu chí là chia sẻ với cộng đồng. Giờ chúng ta quay lại cái hội trường. Hôm nay trời rất là nóng. HD Sài Gòn có chuẩn bị các phần quà, nhu yếu phẩm và một số ít tiền mặt để hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn. A Văn. Ủa, có chai IC của ai vậy? Em lấy chai nha. Không, anh ngồi đi. Anh Lâm ơi, ngồi xuống đi. Về phía đơn vị tài trợ, xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch Hội.
mô tô thể thao HD thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu anh Vũ Quý Hòa, Phó Chủ tịch Hội Câu lạc bộ mô tô thể thao HD thành phố Hồ Chí Minh. Về tham dự chương trình ngày hôm nay, về phía đơn vị tài trợ còn có các anh chị là toàn thể trong câu lạc bộ mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Về phía huyện đoàn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Mỹ Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư huyện đoàn Định Quán. Về phía chính quyền địa phương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn. Về tham dự chương trình trao tặng quà ngày hôm nay còn có sự hiện diện của đại diện 105 hộ gia đình bị ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn xã Ngọc Định, Thanh Sơn, huyện Định Quán. Xin nhiệt liệt chào đón. Thưa toàn thể quý vị, nhằm động viên giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Sơn, Ngọc Định vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Huỳnh Minh Đức, Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Đồng Nai sẽ lên phát biểu trong chương trình hôm nay. Trân trọng kính mời đồng chí. Hello anh Hợi. Hello anh Toàn. Hello anh Tài. Bà con tại một số khu vực của tỉnh Đồng Nai
thì vừa rồi các anh em ở bên PC08 Đồng Nai là những anh em đoàn viên thanh niên bên đó là không có quan hệ mật thiết với cả câu bộ vừa rồi đang phát đây ở Hồ Chí Minh. Hàng năm là hai đơn vị cũng thường xuyên có những cái chương trình để hỗ trợ cho đồng bào ở Đồng Nai. Cho nên khi các anh em báo tin cái là những anh em đi mô tô thường đi một cuối tuần thì chỉ dần không ạ, thứ bảy thì cũng hoảng có đi. Đấy, nhưng mà hôm nay nhận được tin là bà con đang cần sự hỗ trợ và câu lạc bộ nhiều mọi người rất là nhiệt tình hào hứng để mà đến tận nơi thấy được sự khó khăn của đồng bào tại khu vực ở đây và mong là chia sẻ một phần nào đó cái khó khăn của đồng bào để mong bà con ở đây sớm trở lại cuộc sống bình thường, khắc phục những khó khăn phần nào. Mặc dù cái chuyện đã xảy ra rồi nhưng mà chúng ta có thể cùng chung tay nhau để đóng góp một phần nào đó, có thể chia sẻ được cái khó khăn của đồng bào. Là đó là niềm vui của những anh em chơi mô tô trong môi trường mô tô thể thao tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đi đâu rồi? À hồi sáng anh. Dạ trên xe anh chuyển. Dạ. Đâu anh chạy bỏ lên đó là nón của em. Không phải hả? Đó nó đưa cái nón anh để ở cái viên là của chi viên nhé. À không không, anh chuyển anh chảy bỏ cái nón khác nữa. Hi Eric. Hi Song Long. Cảm ơn.
Xuân ấp 1, 2 Nguyễn Tấn Liệt ấp 1, 3 Trần Thị Sông ấp 1. Đề nghị đại diện các hộ gia đình chúng ta có tên, chúng ta sẽ tập trung về sân khấu. Vì thế, đơn vị xã Hành Định xin mời các hộ Nguyễn Thị Bình ấp Hòa Hiệp, Lê Hà Dũng ấp Hòa Hiệp. Hello, hello anh Tài.